Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Thụy Điển đã trở thành thành viên chính thức của NATO. Quá trình chuyển đổi này cho phép Thụy Điển tham gia đầy đủ vào các hoạt động của liên minh thay vì chỉ quan sát các cuộc họp của Hội đồng Bắc Đại Tây Dương và Ủy ban quân sự NATO. Việc tham gia tích cực vào các cuộc tập trận chung, lập kế hoạch mua sắm vũ khí và trao đổi thông tin giờ đây sẽ được tăng cường. Mới đây, Thủ tướng Thụy Điển Út Kinterson cho biết trong bối cảnh Nga quân sự hóa ngày càng tăng, việc tăng cường phòng thủ trong nỗ lực bảo vệ đảo Gotland ở biển Baltic khỏi Nga, nơi thường được gọi là tàu sân bay khổng lồ, là ưu tiên hàng đầu. Thủ tướng Thụy Điển nói thêm rằng vấn đề này sẽ là một trong những vấn đề đầu tiên trong chương trình nghị sự với các đối tác trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương Thủ tướng Út Kittersen lưu ý rằng sự hiện diện quân sự của Thụy Điển tại Gotland luôn ở mức không đáng kể và các quốc gia NATO khác ở Bắc Âu thường nói rằng đây là một điểm yếu nghiêm trọng đối với liên minh. Về vấn đề này, Thủ tướng Thụy Điển đề nghị tập trung vào các vấn đề liên quan đến việc triển khai lực lượng ở biển Baltic, trong đó có hệ thống giám sát và tàu ngầm. Tờ Financial Times viết, sau khi gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương, Thụy Điển có thể trở thành trung tâm hậu cần của Liên minh để tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều chuyển quân của NATO. Cựu Thủ tướng Gadbert nói rằng tư cách thành viên NATO của Thụy Điển sẽ cải thiện đáng kể hiệu quả phòng thủ và gian đe ở Bắc Âu. Việc chuyển quân và thiết bị qua Golan có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc phòng thủ của Latvia, Litva và Estonia. Ngoài ra, việc sử dụng lãnh thổ Thụy Điển cho hoạt động hậu cần sẽ làm giảm sự phụ thuộc của các nước vùng Baltic vào hành lang Suwaki. Golan nằm cách biên giới Kaliningrad khoảng 300 km, nơi có hạm đội Baltic của Nga. Hòn đảo này đóng vai trò là trung tâm chiến lược để kiểm soát biển Baltic, nơi cũng giáp với thành phố lớn thứ hai của Nga là Saint Petersburg. Ngoại trưởng Latvia Krisjanis Karin trước đó có nói với tờ Financial Times rằng việc Conland và Thụy Điển gia nhập NATO sẽ thay đổi toàn bộ tính toán. Điều đó có nghĩa là quyền kiểm soát chiến lược biển Baltic sẽ thuộc về NATO. Đó là một việc mà Nga hiểu rất rõ trong những tháng gần đây nato đã có những động thái nhằm tăng cường an ninh dọc biên giới phía đông đặc biệt là tập trung vào việc tăng cường phòng thủ ở những nước baltic một số nước châu âu đã bày tỏ lo ngại rằng nga có thể tìm cách tấn công các nước vùng baltic như litva latvia và estonia trong thập kỷ tới tuy nhiên moscow phủ nhận mọi ý định châm ngòi xung đột lớn hơn với khối phương tây theo hãng thông tấn Kurinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, chỉ tính trong ngày 14 tháng 3, các lực lượng Nga tổng cộng 14 lần nã tên lửa, 103 lần không kích, 45 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt có tên viết tắt là MLRS vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư. Các cuộc tấn công của Nga gây ra nhiều thương vong dân thường, khiến nhiều khu chung cư, hộ gia đình và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề. Tổng cộng có 68 trận giao chiến giữa hai bên lực lượng trên khắp chiến trường trong ngày này. Theo Bộ Tổng tham mưu, tại mặt trận Sinvercina và Slobozhanchina, miền đông Ukraine, quân đội Nga duy trì hiện diện quân sự ở các địa phương giáp Ukraine. Quân đội Nga tiếp tục các hoạt động trinh sát, pháo kích các khu định cư Ukraine và gia tăng mật độ các bãi mìn dọc biên giới tỉnh Bengorod giáp với Ukraine. Hơn 30 khu định cư ở các tỉnh Sumy, Chernihiv và Kharkiv bị tấn công. Tại tỉnh Donetsk, lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy lùi 57 cuộc tấn công của các lực lượng đối phương tại các thành phố chủ lực Liman, Bakhmut, Adiivka và Novo trong ngày qua. Tại tỉnh Zaporizhia, quân trên bộ của Nga 6 lần tấn công các vị trí của Ukraine tại làng Robotin và phía tây làng Bervov. Khoảng 20 khu định cư ở khu vực này nằm dưới hỏa lực pháo binh và súng cối của quân đội Nga. Tại tỉnh Kherson, quân đội Nga cố gắng tấn công các vị trí của quân đội Ukraine nhưng không thành công. Các lực lượng Moscow nã pháo binh và súng cối vào khoảng 20 khu định cư ở Kherson, Lviv, Ivanivka, Sadop, Olivka và Mikolivka. Theo Kurinform, Nga mở thêm một trục tấn công mới ở làng Vrinivki thuộc thành phố Orykiv, Zaporizhia. Theo hãng thông tấn TASS, tỉnh trưởng tỉnh Belgorod, Nga, Ông Iva Cheplap Glapov cho biết rằng các lực lượng Ukraine đã triển khai đoạn máy bay không người lái UAV tấn công tỉnh Bengorod vào sáng ngày 14 tháng 3. Đòn tấn công của Kiev khiến một người thiệt mạng, 12 người bị thương, có hai người trong đó đang nguy kịch. Một cơ sở y tế, 8 trung cư, 14 nhà dân và 53 ô tô bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề. Ở chiều đối diện, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng các lực lượng Moscow trong ngày qua ngăn chặn một nỗ lực khác của quân đội Ukraine nhằm đột nhập vào khu vực biên giới của Nga thông qua khu định cư Spata Gudyano ở Belgorod. Trong cuộc họp báo ngày 14 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã mất tới 195 binh sĩ và một lượng lớn trang thiết bị trong nỗ lực bất thành nhằm tiến vào vùng Belgorod của Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhóm binh sĩ Ukraine đã bị máy bay và pháo binh tấn công khi vượt qua biên giới Nga và di chuyển về phía làng Spada Gusano. Moscow tuyên bố Kiev mất 5 xe tăng, 4 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe rà mìn UR-77 và 3 xe công binh quân sự. Trước đó, 3 đội dân quân do Kiev hậu thuẫn được trang bị vũ khí hạng nặng đã tìm cách tiến vào khu vực Kurt và Bengorod của Nga. Trong cuộc tấn công này, Nga cho biết phía Ukraine đã mất hơn 230 binh sĩ, 7 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh Bradley và 2 xe bọc thép trở quân. Đây là cuộc tấn công quy mô lớn đầu tiên của Ukraine vào các khu vực biên giới Nga kể từ năm 2023. Ngày 13 tháng 3, Bộ Ngoại giao Áo cho biết nước này sẽ trục xuất hai nhà ngoại giao Nga do có hành động không phù hợp với địa vị ngoại giao. Bộ Ngoại giao Áo nêu rõ các nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Nga là những nhân vật không được hoan nghênh theo Điều 9 của Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao. Họ sẽ phải rời khỏi Áo vào ngày 19 tháng 3 tới. Trước thông tin áo trục xuất các nhà ngoại giao Nga, hãng tin TASS, Bộ Ngoại giao Nga cùng ngày tuyên bố Moscow sẽ đáp trả động thái này. Trước đó, Đài RT đưa tin, Bộ Ngoại giao Nga cũng đã triệu tập đại sứ Mỹ Lina Chassi tới để thông báo về tình trạng pháp lý đã thay đổi của ba tổ chức phi chính phủ NGO đang được đại sứ quán Mỹ hậu thuẫn. Nhà chức trách Nga cho biết, các tổ chức này đang thực hiện các dự án có tính chất chống Nga nhằm mục đích tuyển dụng các tác nhân gây ảnh hưởng dưới chiêu bài trao đổi giáo dục và văn hóa. Bà Chassi cũng được trao công hàm chính thức yêu cầu Đại sứ quán Mỹ cắt đứt mọi quan hệ với ba tổ chức bị Moscow cấm hoạt động. Trong đó, trang web chính thức và tài khoản mạng xã hội của Đại sứ quán cần phải xóa mọi đề cập đến những NGO nói trên. Công hàm cũng nhấn mạnh Moscow sẽ hành động để ngăn chặn bất kỳ hành động lật đổ và phổ biến thông tin sai lệch nào, kể cả trục xuất các nhân viên Đại sứ quán Mỹ nếu họ vi phạm luật pháp Nga. Một tổ chức bị xếp vào danh sách không được chào đón ở Nga sẽ bị đình chỉ nhiều quyền. Họ không được phép thành lập văn phòng hoặc sử dụng hệ thống tài chính của mình tại nước này, cũng như không thể xuất bản bất cứ thứ gì dưới tên của mình. Các cá nhân và tổ chức cũng bị cấm thực hiện mọi giao dịch nào với những nhóm như vậy ở bất kỳ khu vực pháp lý nào thuộc Nga. Trong một động thái khác, thành viên mới của NATO là Phần Lan vừa thông báo những ô tô mang biển số Nga phải rời khỏi lãnh thổ nước này chậm nhất là vào ngày 15 tháng 3, nếu không sẽ bị tịch thù. Theo hãng tin Reuters, Hải quan Phần Lan giải thích biện pháp này được thực hiện chiều theo lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu EU đối với Nga, cũng như chính sách được Bộ Ngoại giao Phần Lan công bố tháng 9 năm 2023. Phần Lan chính thức trở thành thành viên thứ 31 của NATO vào tháng 4 năm 2023. Từ ngày 16 tháng 3, người điều khiển ô tô mang biển số Nga phải chứng minh quyền sở hữu phương tiện ở Phần Lan. Nếu như bị cảnh sát chặn lại, những phương tiện không thuộc trường hợp ngoại lệ sẽ bị tịch thu và đưa ra khỏi lãnh thổ Phần Lan ngoài ra chủ sở hữu phương tiện còn phải nộp các loại thuế chỉ những phương tiện thuộc sở hữu của sinh viên toàn thời gian và người làm việc theo hợp đồng lao động có thời gian hợp lệ mới có thể tạm thời ở phần lan những chiếc xe này phải được đưa vào nước hợp pháp trước khi lệnh cấm nhập khẩu có hiệu lực ngoại lệ cũng áp dụng đối với ô tô sản xuất ở phần lan theo quy định trừng phạt của eu như ô tô thuộc sở hữu của công dân liên minh thường trú ở nga Hải quan Phần Lan cho biết thêm, những chiếc ô tô mang biển số Nga hiện không thể rời khỏi nước này qua biên giới với Nga do các điểm qua lại giữa hai nước vẫn đóng cửa đến ngày 14 tháng 4. Đáng nói, hải quan Phần Lan không cung cấp thông tin về số lượng xe đăng ký tại Nga đang có mặt ở nước này. Chính phủ Đan Mạch thông báo đang lên kế hoạch bắt buộc phụ nữ đi nghĩa vụ quân sự, trở thành một trong số ít quốc gia yêu cầu phụ nữ phục vụ trong lực lượng vũ trang. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã công bố sáng kiến này ngày 13 tháng 3 tại Copenhagen, nói với các phóng viên rằng việc yêu cầu phụ nữ tham gia quân đội sẽ giúp đạt được sự bình đẳng hoàn toàn giữa hai giới. Bộ trưởng Quốc phòng Joel Lundsporsen cũng nhấn mạnh trong cuộc họp báo có sự tham dự của Thủ tướng Frederiksen, chế độ tòng quân mạnh mẽ hơn, bao gồm bình đẳng giới đầy đủ, sẽ góp phần giải quyết các thách thức quốc phòng và quản lý lực lượng vũ trang của chúng ta. Tại Đan Mạch, phụ nữ đã có thể tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Vào năm 2023, họ chiếm khoảng một phần tư lực lượng lính nghĩa vụ. Đan Mạch là quốc gia thứ ba ở châu Âu cho phép phụ nữ tòng quân. Trước đó, Thụy Điển bắt đầu cho phép nhập ngũ với cả nam và nữ vào năm 2017. Và năm 2015, Na Uy trở thành thành viên NATO đầu tiên áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với phụ nữ. Theo số liệu chính thức, quân đội Đan Mạch có từ 7.000 đến 9.000 quân nhân chuyên nghiệp, không bao gồm lính nghĩa vụ đang được huấn luyện cơ bản nghĩa vụ quân sự bắt buộc áp dụng đối với nam giới trên 18 tuổi. Tuy nhiên, do có đủ số lượng tình nguyện viên nên không phải nam thanh niên nào cũng phải nhập ngũ. Thay vào đó, cơ quan chức năng tổ chức bốc thăm bằng hình thức quay số. Kế hoạch nói trên kêu gọi ban hành luật nghĩa vụ quân sự mới vào năm 2025 và triển khai hệ thống này vào năm 2026. Các binh sĩ mới sẽ trải qua 5 tháng huấn luyện, sau đó là 6 tháng thực hiện nghĩa vụ quân sự. Phát biểu trong cuộc họp báo với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Paul Shen ngày 13 tháng 3, Thủ tướng Frederiksen cho biết Đan Mạch sẽ kéo dài thời gian phục vụ quân ngũ cho cả nam và nữ từ 4 lên 11 tháng như một phần của cuộc cải tổ quân đội nước này. Copenhagen cũng sẽ đầu tư vào các hệ thống phòng không trên bộ và một lữ đoàn bộ binh lên tới 6.000 quân vào năm 2028. Nữ thủ tướng Frederiksen nói, chúng tôi không tái vũ trang ở Đan Mạch vì muốn giao tranh. Chúng tôi đang tái vũ trang ngay bây giờ để tránh xung đột nổ ra và trong một thế giới mà trật tự quốc tế đang bị thách thức ngoại trưởng la rasmussen cũng cho biết các động thái này được thực hiện như một hình thức gian đe ông rasmussen nói mặc dù nga không gây ra mối đe dọa đối với đan mạch nhưng chúng tôi sẽ không đặt mình vào một vị trí mà họ có thể đến để làm điều đó trong khi đó theo đài rt tổng thống nga vladimir putin đã nhiều lần chỉ ra rằng moscow không có ý định tấn công các nước nato hoặc gia tăng cuộc khủng hoảng ở ukraine thành một cuộc xung đột rộng hơn Đan Mạch là thành viên sáng lập NATO và là nước ủng hộ quan trọng cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Đan Mạch là một trong số ít các quốc gia cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Kiev, dự kiến được chuyển giao vào mùa hè này. Đan Mạch đã chi khoảng 1,4% tổng sản phẩm quốc nội cho quốc phòng vào năm ngoái, nhưng sẽ tăng chi tiêu quốc phòng thêm 5,4 tỷ euro trong 5 năm tới để đáp ứng mục tiêu 2% của NATO.